Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì video này mình sẽ cập nhật lại cái testnet của cái dự án Story Protocol. Thì hiện tại thì Story Protocol thì họ đã chính thức ra mắt là cái testnet cuối cùng có tên đó là Odyssey. Thì hiện tại thì họ đang cho các bạn đó là min một cái NFT pass của Odyssey này. Thì đối với cái NFT này các bạn cần phải min gấp nha. Thì cái NFT này nó chỉ diễn ra trong vòng đó là một tuần thôi các bạn nha. Thì cái NFT này nó chỉ diễn ra là nó cho các bạn min trong vòng là một tuần thôi. Thì ngày 14 nha, ngày 14 nó sẽ kết thúc min, cho nên là anh em nào mà chưa làm hoặc là đang làm hoặc bạn nào mà chưa min thì có thể là vào min nha, min. Ok, thì ngày 14 thì còn khoảng là 5 ngày nữa nha, nó sẽ kết thúc min cái này. Đấy. Thì đây là testnet cho nên là free thôi các bạn. Ok, thì đối với cái dự án này thì 2 tháng trước mình đã hướng dẫn mọi người đó là tham gia min cái NFT ở phase 1 rồi. Đó, thì hiện tại thì họ đã ra cái chương trình testnet cuối cùng trước khi mainnet nha. Thì các bạn cứ vào min thôi. Còn về sau này có unwrap hay không thì không ai biết được nha các bạn. Hiện tại thì cũng không rõ. Thì cái dự án này thì họ cũng đã rise sơ được đó là 140 triệu đô. Đấy. Ok, thì trước tiên thì hiện tại nó có một cái mạng lưới mới. Thì ở cái chương trình đó là Testnet Odyssey này, thì chúng ta sẽ add một cái thông số mạng lưới Story này mới nha. Đấy, thì đầu tiên thì các bạn vào cái đường link này giúp mình nha. Các bạn vào cái đường link đó là Falket này, .story.foundation này. Rồi sau đó thì các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn. Thì sau khi các bạn connect xong ở trên trang này nha, sau khi các bạn connect xong á thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là thêm cái mạng lưới đó là Story Odyssey Testnet này nha. Thì đây là cái thông số mạng lưới mới trong cái chương trình testnet cuối cùng này. Thì sau khi các bạn connect xong thì ví MetaMask nó hiện ra thêm mạng như thế này, thì các bạn nhấn vào chữ là chấp nhận để chúng ta thêm mạng vào. Đó, thêm cái mạng lưới này vào. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thêm vào xong. Thì sau khi các bạn thêm vào xong thì nó tự động chuyển sang cái mạng lưới đó là Odyssey nha, Story Odyssey Testnet cho các bạn luôn. Đấy. Thì tiếp theo đó thì các bạn cần phải đi Falket nha. Thì để tránh là những cái địa chỉ ví sai bi, những cái địa chỉ ví tấn công như là ở Testnet vòng 1, thì để Falket được thì họ đã bắt buộc các bạn cần phải đó là có Gitcoin Passport trên 5 điểm nha. Thì cái Gitcoin Passport của các bạn cần phải có trên 5 điểm thì các bạn mới Falket được cái đồng IP nha. Thì Falket thì cái đồng IP này là cái đồng để trả phí gas ở trên mạng lưới Story này. Đấy. Thì sau khi các bạn thêm mạng lưới xong thì tiếp tục thì để Falket được nha. Thì bây giờ các bạn cần phải vào trang đó là Gitcoin Passport. Thì các bạn vào trang Gitcoin Passport thì các bạn connect này. app.passport.bitz này. Thì Gitcoin Passport mình nhắc cũng khá là nhiều rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người thôi. Ok, thì ở trên trang này các bạn nhấn vào chữ sign in, rồi các bạn connect vào lại là cái ví MetaMask của các bạn. Để chúng ta là cập nhật lại cái điểm Gitcoin Passport của chúng ta nha. Đấy, sau khi các bạn connect ví xong thì các bạn nhấn vào nút net giúp mình. Rồi nhấn vào nút net. Rồi sau đó các bạn nhấn vào chữ là verify. Rồi sau đó thì các bạn đợi một tí nha. Ở cái ô đầu tiên này nó sẽ hiện ra là Uniwe Humanity Score này. Thì đây là cái điểm score của Gitcoin Passport của các bạn. Thì các bạn cần phải trên là 5 điểm nha. Thì nói chung thì nếu mà các bạn điểm càng nhiều thì ở đây thì cái Gitcoin Passport thì nó yêu cầu là, nói chung thì có nhiều dự án thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là có trên 20 điểm cái Gitcoin Passport. Tuy nhiên thì để Falket được cái dự án Story này thì họ chỉ yêu cầu đó là cái Gitcoin Passport của các bạn chỉ cần là trên 5 điểm nha. Đây, trên 5 điểm này hoặc là lớn hơn. Đấy. Ok. Thì về phần nếu mà các bạn không có điểm nào nha, nếu mà các bạn chưa có điểm, không có trên 5 điểm thì các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình. Thì ở phía bên dưới này nó sẽ có những cái ô để cho các bạn là xác minh, chẳng hạn như là Ethereum. Thì Ethereum thì các bạn nhấn vào chữ connect này, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào chữ verify. Thì đối với phần Ethereum này là có 16 điểm, thì ở trên đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là các bạn có thể, nói chung thì cái quý của các bạn đã từng là có transaction ở trên mạng lưới Ethereum hoặc là trả phí gas trên là đã từng trả phí gas là trên là 0.25 ETH đó. Thì nói chung thì các bạn bạn nào mà có giao dịch đó trên mạng lưới Ethereum á thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ verify thôi. Đó, thì nếu mà cái ô nào nó đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động verify cho các bạn và nó sẽ tự động cộng điểm boy cho các bạn vào đó nha. Đấy. Tiếp theo đó là NFT. Thì về phần NFT, nếu mà trên ví MetaMask của các bạn trên mạng lưới Ethereum có những NFT nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là connect thôi, rồi các bạn nhấn vào chữ verify. Đó. Thì nếu mà cái ô nào nó đủ điều kiện
Nếu mà các bạn nắm giữ những cái NFT như là ERC20 hay là ERC721 gì đó thì nó sẽ, nếu mà nó đủ điều kiện thì nó sẽ tự động verify cho các bạn và nó sẽ tự động cộng điểm cho các bạn thôi nha. Thế này thì hiện tại là mình là một cái ví mới cho nên là mình chưa đủ điểm đấy. Tiếp theo là GTC Staking, thì này bỏ qua đi, Idena thì bỏ qua luôn, Bitcoin thì đã từng donate trên Bitcoin. Thì các bạn cứ, nói chung thì những cái này nè thì các bạn nhấn vào chữ verify thôi, nếu mà các bạn đủ điều kiện thì nó sẽ tự động verify cho các bạn. Tiếp theo đó là về Zcash, thì nếu mà các bạn đã từng tương tác ở trên mạng lưới Zcash, Era, Mainnet thì các bạn chỉ cần nhấn vào rồi các bạn nhấn vào chữ verify thì cái nào đủ điều kiện nó sẽ tự động query và nó sẽ tự động cộng điểm cho các bạn. Tiếp theo đó là Gold Membership, thì đây là mint những cái NFT ở trên Gold, ở trên Discord các bạn ạ. Thì các bạn cứ nhấn vào rồi các bạn nhấn vào chữ verify thôi, nếu mà các bạn đã mint Gold trước đó rồi, bạn nào mà đã từng mint Gold rồi á thì các bạn nó sẽ tự động verify cho các bạn. Tiếp theo đó là LAN, thì dành cho những địa chỉ ví có tên miền LAN protocol, thì ở đây thì chỉ có một điểm thôi các bạn, thì các bạn có thì bạn nhấn vào luôn thôi, rồi nhập các bạn nhấn chỗ query thì sẽ cộng điểm cho các bạn nha. Thì để một cách nhanh nhất này, những cái này thì các bạn cũng có thể là bỏ qua, chẳng hạn là có tên miền, nắm giữ tên miền ENS này trên mạng lưới Ethereum này đó, thì các bạn chỉ có 0,4 điểm thôi. Tuy nhiên thì ở dưới đây nha, ở dưới đây đối với bạn nào mà đã từng mint là cái BAT, cái NFT của sàn Binance nha, đó thì nếu mà cái địa chỉ ví của bạn á, đã từng mint cái BAB ở trên sàn Binance thì các bạn chỉ cần ở, các bạn kéo xuống bên dưới một tí rồi các bạn nhấn vào sàn Binance này rồi các bạn nhấn vào chữ verify đó thì nó sẽ tự động cập nhật cho các bạn là 16 điểm là các bạn dư rồi đó. Thì về mint cái BAB thì trước đây mình đã hướng dẫn mọi người mint rồi nha, trước đây mình đã hướng dẫn mọi người mint rồi đó. Bây giờ các bạn chỉ cần kéo xuống, các bạn nhấn vào chỗ sàn Binance này nè rồi các bạn nhấn vào chữ verify thôi đó. Còn đối với bạn nào mà chưa min thì mình sẽ dẫn lại cái đường link video hướng dẫn mọi người min cái BAB ở trên sàn Binance về ví MetaMask của các bạn đó, để các bạn verify nha. Đấy, như vậy là đủ điểm rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể, để kiếm thêm điểm thì các bạn có thể là kéo xuống bên dưới một tí, thì ở phần tài khoản GitHub, những cái tài khoản social chẳng hạn như là LinkedIn hay là GitHub thì hoặc là Google này này, các bạn nhấn vào đó rồi các bạn connect với lại cái tài khoản Google của các bạn thôi, với lại là Discord này nha, Discord này. Còn về Civic là KIC, xác minh danh tính nha. Đó, thì sau đó thì các bạn kéo lên trên, sau khi các bạn query xong đó, các bạn kéo lên trên. Đó, rồi các bạn nhấn vào chữ các bạn kéo lên trên rồi các bạn xem là trên 5 điểm là được nha. Đó, thì sau khi các bạn đã có trên 5 điểm rồi, các bạn chỉ cần là quay trở lại cái đường link Foundkit của Story Foundation này rồi các bạn log lại thôi nha, các bạn log lại trang web thì nó sẽ tự động cập nhật cái điểm Gitcoin Passport của các bạn ở đây. Đó, hiện tại thì mình chưa xác minh Gitcoin cho nên là mình chỉ hướng dẫn mọi người thôi đó. Sau đó mọi người chỉ cần nhấn vào chữ đó là claim IP thôi nha, claim IP thôi. Còn nếu mà các bạn Foundkit bị lỗi á, Foundkit bị lỗi nha, thì các bạn log lại web vài lần rồi các bạn Foundkit lại được, lại là được thôi đó. Thì sau khi các bạn Foundkit xong á, sau khi các bạn Foundkit xong thì các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra thì các bạn sẽ thấy được cái đồng IP này, là mỗi lần Foundkit thì nó sẽ cho các bạn nó là một IP nha. Đấy, ok. Thì sau khi các bạn đã có IP rồi thì tiếp theo đó thì các bạn qua cái đường link min cái bot này giúp mình. Đó, đó là min.story.foundation này. Thì trên trang này các bạn nhấn vào chữ connect này. Connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Story Odyssey testnet. Đấy. Thì sau khi các bạn connect ví xong nha, sau khi các bạn connect ví xong thì các bạn kéo xuống bên dưới một tí, chúng ta sẽ đi làm từng bước là step on này. Thì đầu tiên là like, thì các bạn nhấn vào like Odyssey in moment tweet. Nó sẽ dẫn các bạn đến trang Twitter. Thì ở cái bài viết Twitter này các bạn tiến hành like giúp mình. Đó, sau đó các bạn quay trở lại là được thôi. Step on là complete rồi nè. Tiếp theo là step 2, thì là bước thứ hai đó là follow, các bạn nhấn vào follow story nè. Và tiếp theo đó các bạn quay trở lại rồi tiếp tục nhấn vào chữ follow story ecosystem nha. Các bạn tiến hành đi follow hết những cái dự nó đưa ra. Rồi sau đó các bạn quay trở lại tiếp tục đó là follow story English. Ok, tiếp tục quay trở lại và cái bước thứ ba step 3 thì các bạn nhấn vào chữ subscribe YouTube. Rồi các bạn đăng ký kênh YouTube của họ thôi nha. Đây, đăng ký kênh. Đó. Đấy. Ok, tiếp theo là cái bước cuối cùng đó là minbox. Thì cái minbox này mình nhắc lại đó là nó chỉ diễn ra trong vòng là một tuần thôi. Thì hạn đó là tới ngày 14 tháng 11 nha, tới ngày 14 tháng 11. Đấy. Về cái phần này này 17.5 thì nó yêu cầu là cái địa chỉ ví là phải cần phải có là 17.5 cái điểm Gitcoin Passport nha các bạn. Đây nè,
cái câu bắt bo của các bạn phải có trên là 17.5 điểm thì các bạn mới được claim. Thì 17.5 thì các bạn chỉ, mình nhắc lại đó là các bạn chỉ cần là verify cái sàn Binance này đó, với lại là hoàn thành những cái nhiệm vụ là tài khoản Subtico này, connect tài khoản Subtico của các bạn vào thôi là các bạn dư ra rồi nha. Thì sau đó thì các bạn chỉ cần là min thôi đó, rồi các bạn min thôi nha, các bạn nhắn min. Thì sau khi các bạn nhắn min xong thì các bạn xác thực giao dịch phi gas ở trên ví thôi. Thì phi gas ở trên mạng lưới này là khá là rỉ nha. Đấy, thì còn thì đây là cái badge chính thức của dự án Story Protocol, cho nên là anh em nào mà tham gia hoặc là chưa tham gia thì anh em nhớ min sớm, min trước ngày 14 tháng 11 nha. Đấy, còn về những cái task khác, còn về những cái nhiệm vụ ở trên những cái nền tảng kiểu như là những cái dự án được xây dựng ở trên mạng lưới Story này thì mình sẽ làm video sau cho mọi người nha. Mình sẽ làm video sau hướng dẫn cho mọi người. Nói chung thì về cái phần này thì cũng là chúng ta vào làm nhiệm vụ rồi chúng ta min những cái bot thôi, min những cái bot từ những cái dự án được xây dựng ở trên mạng lưới Story này thôi nha. Đấy, hình như về phần start này hiện tại nó cho start minimum start là 1000 IP các bạn ạ. 1024 IP mà mỗi lần phao kẹt chỉ co đó là 1 IP thôi. Cho nên là chúng ta không thể start được. Ok, thì như vậy thì các bạn cứ vào min trước rồi nha. Các bạn cứ vào min trước cái bot của cái dự án này đi. Đó. Ok, thì như vậy là cái video mình cập nhật và hướng dẫn mọi người đó là min cái Bass Odyssey của mạng lưới là Story Protocol. Thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.